Kính thưa quý vị, giải người mẫu Kids được yêu thích nhất của năm thuộc về Polo Huỳnh. Wow, xin được chúc mừng cho Polo Huỳnh. Wow, những tiếng vỗ tay cũng như là những lời gọi tên rất lớn từ các khán giả hâm mộ đúng không ạ? Xin chúc mừng cho Polo Huỳnh. Polo Huỳnh phát biểu vài lời khi nhận được vinh danh này ạ. Hưng xin được gửi lời cảm ơn rất là nhiều. Hưng nghĩ là cái chữ cảm ơn Hưng thấy nó hơi bình thường. Phải dùng cái chữ biết ơn cái sự ghi nhận của mọi người và cái sự bình chọn của khán giả đã yêu thương và thích Polo. Cái điều này làm cho Hưng cảm thấy hạnh phúc lắm. Rất rất hạnh phúc luôn khi con mình được yêu thương và được đón nhận. Hưng thay mặt Polo gửi lời biết ơn, tri ân đến ban tổ chức cũng như là khán giả đã yêu thương và trao tặng cái giải thưởng danh giá này trong cuộc đời của con. Cảm ơn rất nhiều. Xin được chúc mừng một lần nữa Polo Huỳnh với giải thưởng, với vinh danh người mẫu Kids được yêu thích nhất của năm. Vâng, cú chào rất dễ thương ạ. Và sau đây tôi xin phép được thay mặt cho ban tổ chức xin được phép công bố giải thưởng người mẫu Kids truyền cảm hứng của năm. Xin được gửi lời chúc mừng một lần nữa đến bé Polo Huỳnh ạ. Wow, vâng, một lần nữa xin được chúc mừng cho Polo Huỳnh. Xin chúc